Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiếu Audio ha. Thì clip này nếu mà đăng lên thì chắc cũng là vào dịp đầu năm ha. Chúc nhân dịp đầu năm mới thì mình cũng xin đại diện công ty Thiên Vũ xin chúc mọi người một cái năm mới đạt được nhiều thành công, đạt được nhiều may mắn và an khang thịnh vượng ha. Rồi ok, thì clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái sản phẩm đến từ một cái đầu box karaoke mới ra mắt từ cuối năm 2023 thôi, một cái dòng Dune Boxy. Và dòng này nó là dòng em út trong cái các sản phẩm của Dune. Đây là mình đang có vừa có Dune Boxy đây, và cái dòng anh của nó là dòng Dune Homatic cũng đã ra từ năm ngoái rồi. Thì dòng Boxy này thì nó có sự khác biệt gì và nó có gì hay hơn hay là nó có sự chênh lệch gì so với cái dòng Dune Homatic đã làm mưa làm gió thị trường trong thời gian vừa qua, thì clip này mình sẽ bóc tách và mình cùng nhau chia sẻ với mọi người nha. Bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì mình đang có một cái hộp mới ở đây, thì mình sẽ khui hộp cho mọi người coi trước ha. Rồi đây, đóng hộp của Dune Boxy thì nó cũng đơn giản thôi. Bề ngoài thì đây mọi người thấy đây, đây là logo thương hiệu Boxy ha, Android TV và có Hey Google. Rồi ở dưới này cũng đầy đủ này, thông tin này mọi người này, 4K Media nè, HDR 10 cộng là cũng mới nhất rồi. Còn Atmos nói chung là đầy đủ tính năng hỗ trợ nha. Rồi, sau này sẽ có này. Nó có bản quyền của Prime Video và có bản quyền Netflix luôn nha. Mọi người nhớ là tức là những cái sản phẩm mà có ghi như này tức là nó có bản quyền luôn nha, tức là nó sẽ hỗ trợ tối đa ra hệ thống 5.1 7.1 của mình khi mình xem phim. Cái này thì mình đã nói ở cái clip trước trên cái con Dune Homatic rồi, thì mọi người có thể xem lại. Khi đã ghi như thế này có nghĩa là gì, nó khác biệt gì với trên thị trường. Đó, rồi ok, đây mình có, mình sẽ khui hộp ra cho mọi người coi. Rồi, đây cũng không có gì. Rồi. Trong này thì mình sẽ có một con Dune Boxy khá là nhỏ nha mọi người, có vẻ là nhỏ hơn con Dune Homatic khá nhiều. Đây, ở đây rất là bé luôn, tem của nhà nhập khẩu đây, An Nguyên đây, rất rõ ràng nha mọi người. Rồi đó, Made in China, rất rõ ràng nha. Dòng này là sản phẩm sản xuất tại China, đóng hộp tại China. Rồi sơ qua nó xíu, nó sẽ có cổng kết nối là đây, nguồn vô nè, mọi người thấy nguồn vô không? Đây là cắm mạng LAN nè, đây là HDMI, đây là một cái đường 3.5AV, nó đường tiếng optical, đây cũng là một đường âm thanh luôn, optical. Rồi ok, rồi cũng đơn giản không có gì. Rồi trong đó nó còn gì nữa đây, không có gì. Rồi đơn giản ha, một cái remote này nó xài chung với con remote của thằng Homatic nha mọi người, tương tự vậy luôn. Remote này xài khá là ngon đấy. Rồi họ sẽ cho mình một cặp pin để cho mình remote, một sợi dây HDMI, mình nghĩ chắc tầm mét, một cục nguồn và một cái sách hướng dẫn. Ok, đây sách hướng dẫn này nó có đầy đủ này, mình thấy cũng khá là chi tiết cách cho mọi người cắm dây này kia này, đầy đủ luôn á, thấy không, cũng là khá chỉnh chu ha. Rồi đây nữa, cách lắp đặt này kia đầy đủ luôn. Rồi rồi ok, rồi quay trở lại nhân vật chính ha. Tại vì thật ra khui hộp thì con này cũng không có gì để khui, thì nó chỉ nhân vật chính của mình thôi, dục lên đi. Rồi nhân vật chính của chúng ta là có con Dune Boxy này thôi. Để mình lấy một con, mình có con Homatic đây, là mình tháo con Homatic ra, mình so sánh với mọi người luôn về kích thước, về tổng quan đó để mọi người xem. Xem mọi người, thật ra Homatic thì khách hàng mua đã mua khá là nhiều rồi. Nhưng mà có vẻ mọi người chưa biết về cái dòng mới này mới. Đây, đây, mình có đây con hộp mà thấy. Đây, so sánh nhau. Mọi người thấy kích thước khác nhau được không? Nè, kích thước khác nhau nè. Độ dày khác nhau luôn nè. Con này mỏng hơn nhiều luôn, nó bé hơn rất là nhiều luôn mọi người. Bé hơn rất nhiều nè. Đây, đây, để này là mọi người so sánh nhất. Các cổng kết nối, còn cổng kết nối nó thiếu cổng 3.5. Thế thôi. Đúng rồi, không có cổng 3.5 này. Còn cổng USB thì y chang tương tự, không khác gì. Không khác gì ha. Rồi. Còn về sự khác nhau giữa sản phẩm á, thì để mình chia sẻ cho mọi người, đây mình có cái này. Tí nhờ bạn quay phim SK phần thông số kỹ thuật đây, mình có sẵn ở đây rồi. Đâu vậy ta? Ok đây.
Đây là hai thông số hai cái nha, con này là của Homatic này, con này là của Boxy nè. Thì mọi người thấy này, đều là xài chip Logic S905X4. Vì đời này ra sau nên là nó là dòng Z, còn thằng này ra trước thì nó là dòng K ha. Dòng này là dòng mới nhất rồi, Z là dòng mới nhất rồi. Do là cùng đó nên là nó vẫn hỗ trợ 4K Dolby Vision và Atmos đầy đủ nha, như tương tự như nhau hết, không khác gì nhau hết ha. Rồi. Chỉ khác biệt duy nhất nhau là đây nè, cái quan trọng này. 4GB memory. À, đây chỉ có 2GB thôi. Cái này nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của sản phẩm? Nó sẽ ảnh hưởng khi mà mọi người xài những tác vụ Android nặng, mọi người xài nhiều app á, thì nó sẽ ngốn con này nhiều. Có những cái app mà nó nặng á thì nó sẽ ngốn con này. Đó, thì con này nó chỉ có 2GB thôi. Thì nó chạy những tác vụ nhẹ nhàng thôi, không có những tác vụ lớn. Còn con này nó sẽ hỗ trợ được những tác vụ lớn. Rồi, đến con này khác nhau là Store nè. Store là cái này như kiểu có nhiều RAM mình á, cho mọi người bộ nhớ á, RAM mình 16GB này. Đây ông nội này flash memory là 32GB, gấp đôi luôn ha. Thì tức là sao cái này nó khác nhau, tức là sao con này nó sẽ chạy được nhiều tác vụ ngầm hơn. Chẳng hạn mọi người chạy cùng lúc YouTube này kia rồi Netflix này kia, như kiểu anh Vũ anh có review là mọi người chạy tác từ Netflix qua YouTube qua Smart Karaoke chạy tùm lá, thì con này nó sẽ hỗ trợ cái nó mượt mà hơn. Đó. Còn con này thì nó sẽ yếu hơn một chút xíu, tuy nhiên với ba app đó thì cũng không quá đến mức nặng mà không chạy được đâu. Cái này là nó phòng trường hợp nó chạy mình chạy quá nhiều từ chục app trở lên á thì mới cần tới cái này, còn cái này chỉ 3-4 app thì bình thường thoải mái không vấn đề gì. Rồi, Bluetooth thì như nhau nha, 5.0 như nhau nha. USB Type-C 3.0 thì nó cũng có hỗ trợ luôn. Thì có 3.0 thì rất là ngon cho mọi người, khi mọi người có một cái ổ cứng rời mọi người coi phim á thì nó hỗ trợ rất là tốt cho mọi người xài cái ổ cứng rời để coi phim. Hai con đều hỗ trợ như nhau hết. Rồi, về các mặt còn lại thì mình thấy là không khác gì nhau hết. Toàn bộ là tương tự như nhau luôn. Đó. Thì bởi vậy mới thấy là con này là cái dòng coi như là một cái dòng nó ra sau nhưng mà giá nó lại rẻ hơn để cho nó dễ tiếp cận với khách hàng hơn. Dành cho những khách hàng nào mà nhu cầu không có nhiều quá. Dòng này hướng tới đối tượng khách hàng là thứ nhất này. Nhu cầu chỉ có cần một cái bộ đầu karaoke, gọi là một cái đầu karaoke đơn thuần, một cái cầu karaoke đơn thuần. Đương nhiên muốn hát karaoke được phải có smart karaoke nha mọi người. Còn mà nếu mà chỉ xem phim không á thì chỉ cần cái đầu thôi, khỏi cần cái smart karaoke đó. Nhưng mà tác vụ của nó thì nó sẽ chạy ít được chương trình hơn, với nếu mà so sánh với con này thì nó sẽ chạy ít được chương trình hơn, hạn chế những chương trình quá nặng ra, cái app quá nặng ra. Còn lại là còn về tính năng, về chất âm, về hình ảnh, về tất cả những cái khác á, thì coi như là tương tự như nhau. Và dĩ nhiên giá hai con này cũng có chênh lệch, chênh lệch nó không nhiều đâu mọi người. Nếu mọi người biết thì con Homatic này nó giá nó đâu đó là 4,5 triệu, với Dual Boxy nó chỉ còn là khoảng 3,5 triệu thôi mọi người. 3,5 triệu cho một cái đầu Dual Boxy như thế này. Đương nhiên khi mọi người cài phần mềm Smart Karaoke vô thì nó vẫn có tính key vô là tầm 2 triệu, nếu mà mua theo đầu theo box á là thêm 2 triệu nữa, là tầm 5,5 triệu là mọi người đã có một cái đầu karaoke với chất lượng hình ảnh âm thanh. Mình dám khẳng định là nếu mà so với các đầu karaoke khác trên thị trường thì những dòng này là nó ra âm thanh và chất lượng ảnh tốt nhất thị trường. Đó. Thì mình tự tin về điều đó luôn, bởi vì là chip xử lý và những cái ấy của nó, vì nó là đầu chuyên xem phim nghe nhạc nên chất lượng của nó hơn hẳn các đầu chuyên karaoke hiện tại bây giờ. Kể cả những đầu như mình có bán luôn nha, như Okara, Vietka hay là những dòng đầu khác, thì mình đều khẳng định là đun lúc nào ra chất lượng hình ảnh âm thanh cũng là hay nhất. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ nhanh cho mọi người một cái dòng sản phẩm mới của bên Dual ha, một đầu karaoke bên Dual, đó là Dual Boxy. Mọi người muốn trải nghiệm sản phẩm này thì mọi người có thể ghé qua showroom Thiên Vũ 779 Trần Hưng Đạo, phường quận 5 để mọi người tham khảo về chất lượng ảnh và chất âm của cái dòng sản phẩm này, nó ra với bộ dàn karaoke nó sẽ là như thế nào. Thì nếu mà có câu hỏi gì thì mọi người có thể câu hỏi tại ngay phía dưới phần comment cho mình biết để mình có thể trả lời cho mọi người biết ha. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người đến video tiếp theo. Bye bye.